Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình với Hào, anh em chuyên nuôi chim vẹt, mà anh cũng chưa có rành về cách mà để dành cho chim nó thật nói. Thì hôm nay anh em mình ngồi đây thì hy vọng là bà con ấy, các bạn mà ai mà có kinh nghiệm về nuôi vẹt mà hướng dẫn cho vẹt biết nói, thì anh em có thể cho một vài thông tin nhỏ để huấn luyện cho hai con vẹt này nó nói chuyện. Chứ nuôi thì lâu kiếp rồi. Như con này mấy tuổi này? 1 tuổi. Con này 1 tuổi đây này mà chưa biết nói gì luôn. Được. Con này biết nói gì? Con này biết rồi, con này nói được mẹ ơi với có khách. Con này nói rồi mà mấy bữa từ sang có thấy nó nói đâu. Có, lúc nào nó ưng nói là nó nói. Ưng nói hả? À, chứ không phải lúc nào cũng nói đâu. Đấy, cái kiểu mà chảnh chó kiểu đó đó. Có cách. Nên là các bạn nếu mà ai có kinh nghiệm ấy, thì các bạn có thể là một vài thông tin ở phần bình luận ấy, thì hỗ trợ đi. Có cách. Chưa nuôi vẹt mà nuôi cả năm rồi, chưa ăn gì rãi. Nuôi tớ một đống tiền luôn. Cái mà do mình mở cái âm nhiều quá, con này như phải tương tác, okay. Con này như phải tương tác với nó thường xuyên mà dạy cho mình nuôi nhiều loài chim quá thì nó bị tạp âm nhiều á. Hay là hai con này đều trống cả, hai con này mái mái chứ này, mỏ đen này. Em nghĩ là chắc là do nó trống cả nên nó biếng nói á. Không phải không, trống con mái nó mới nói á. Chống nó, người ta nói là chống nó IQ nó cao hơn, thông minh hơn là con mái. Nhưng mà nhiều khi cũng hên xui đấy. Em nghĩ là chắc là do mình phải nuôi con chống con mái nó mới mau nói à. Giống như kiểu mình thôi, có niềm vui có gì đó kích thích nó bắt đầu với nhau. Chứ hai thằng với nhau thì nhau là chính. Chả biết làm cái gì. Mẹ ơi. Hả? À, mẹ ơi. À, được câu rồi. Má cô nói giá trị khoảng mấy trăm ngàn. Đưa cả năm tốn một đống tiền. Các bác, mấy cây. Ông anh là ông... ông ngày nào ông cũng mở cái loa ghi âm cho nó nói theo. Mình nghĩ là chắc mà cái tiền sạc điện... Sạc cái máy ghi âm là cũng phải... mẹ tốn cả trăm ngàn tiền điện. Mà chim thì lâu mới nói. Thỉnh thoảng có ông hàng xóm qua la làng cái thì nó nói theo. Mà dạy thì nó không chừng nói. Đấy, cũng có tuổi cả đấy đó. Nếu mà con gái gả chồng rồi mà không chú. Đấy, sao bữa nay nó dị ra? À, không hiểu sao. Mình thường thấy nó ấy, bữa nay dị ra. Cái này khả năng lên sóng lên sóng ngại. À, trốn không, chưa xin phép. Chứ xin phép nó được quay phim. Đấy thì có gì bà con cứ giao lưu. Nếu anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể ghé đây, có kinh nghiệm thì ghé đây giao lưu cà phê thì chỉ cách cho anh Hào anh huấn luyện hai con chim này cả. Chứ anh này anh cũng mê chim lắm, anh nuôi nhiều lắm. Gần trong nhà chắc cả chục con nhỉ. Xíu đủ nuôi nhiều lắm. 8 con đó, 8 con tất cả. Con này con nhồng. Nhồng. Thì con anh hay đưa đi đó đúng không? Đúng rồi. Con đấy mới cầm tay được, con đấy không? Bắt con này ra. Bỏ lên nó cắn tươi đâu. Gửi cái. Cực mà nó giữ như con cái. Lắm. Đấy bữa này nó dữ ghê á. Cắn hai con luôn, cả hai con mình nói đúng tủ của nó ghét sao nó cắn. Con này thì ui. Sao bữa này bắt ra đấy không chịu. Cái bữa này kỳ ta. Con nào nó đuổi mình ra. Các bác. Có khách. Này hôm đầu hôm trước con này thì nói được Hào ơi có khách. Thấy mọi người thấy không, bình thường mình qua chơi nó rất hiền đấy, đưa
căn bản tối thì bắt nó ra nó hoảng hay sao? Hay là buổi tối nó không có chịu đâu. Chắc là bắt nó ra nó hoảng. Con này thì siêu quậy. À lắm. Con này mà xài điện thoại xin chắc bành luôn. Không biết bao nhiêu cái bao da lên đường mới nói rồi. Để à, quên một cái mà cắn hết. Con này sao bữa nay nó gì em nhìn nó sợ. Nhìn vào mắt. Mổ ra đấy. Biết vì sao mà nó nhìn vào mắt sợ nó mổ không? Giống như con cò. Là nó xoay kiếm nó thấy con cò là nó nhìn vào mắt mà nó thấy hình của nó trong mắt mình, nó tưởng là đối thủ nó mổ. Ngoài quê trước hồi bắt chim á, à, có mấy ông bị mổ con cói, ngoài quê em kêu con cói, nó mổ đuôi mắt luôn. Ừ, mổ về nó mạnh lắm. À, đau. Nên là thường thường bọn em bắt sao? Ví dụ đi bảy chim mà bắt được cái là thì khâu mắt lại, che mắt nó lại là được. Con này không biết có thấy không thì lần sơ. Thì thấy nó cắn tay là lần sơ nó cắn. Đâu tới đâu mà. Ai biết. Thì tới tầm mắt. Nói một phát thì tới xong tới. Chưa tới tầm mắt. Đấy, còn con kia mới đây này. Cắn cái dây rút ra luôn kìa. À, bữa nọ nó biết sao. Anh để con lòng con chim cu trên kia kìa. Rồi nó mở cửa cho con chim cu ra luôn. Đóng này chứ. Mở cửa lên này. À, nhìn thấy mở hết rồi, mở ra con chim cu ra ngoài luôn. May là chim mình cắt cánh hết rồi. Cái còn để cánh là chắc bay mất tiêu rồi. Xong, buổi tối nó chỉ hơn bình ngày ra. Nó phải quy luật sinh tồn nó rồi. Thấy không? Mù sinh tài. Trời ơi, mổ rách tay hơn này. Đấy, anh em thấy không? Yeah. Chim thì nhiều. Mà cái kinh nghiệm mà để huấn luyện chim mà nó nói chuyện thì gần chưa có nhiều. Nên là cũng cả năm rồi á. Bạn nào có kinh nghiệm nhớ bình luận lên chỉ mình đấy nha. Đấy. Con này mình nuôi nó được từ lúc đút bột á mà giờ nó cắn ghê quá các bạn ơi, lúc này nó mổ chảy máu tay luôn á, mà nó nói được ít lắm, nói được có mấy từ à. Thấy người ta nuôi nó không có mổ, mình nuôi nó mổ à, cắn hay do chủ tào lao quá cắn. Cái này thì có những người mà có kinh nghiệm á, người ta chia sẻ thì mình mới chăm sóc nó được theo ý. Ừ. Chứ còn mình không có kinh nghiệm đấy. Mà mình nuôi là nó lâu lắm. Theo như anh nghĩ là cũng một phần là do anh yêu nuôi nhiều loài chim ấy. Theo anh khám phá ra có thể do mình nuôi nhiều loài cho nên nó bị lẫn lộn tạp âm á. Nuôi một hai con thôi thì đúng rồi, thì nó không bị lẫn. Con nọ giống kêu như kêu người Việt Nam ở với Lào với Thái Lan lần. nói tiếng nước nào chứ lúc thì Campuchia, lúc thì Thái Lan hả? Hai con này vừa thả ra được không? Không, mà cắt cánh rồi. Con nào anh kìa cánh ha. Hai con này dễ thương mà nó lại không có. Nó không chịu đứng tay. Không phải, nó không có nói chuyện được. Ừ. Cái này không nói. Yeah, nó cái này là một trống một mái hay là? Một trống một mái đấy. Đấy, hôn nhau chứ. Hai con trống mái. À. Con bên này là mái, con bên đấy là trống. Hay là anh nói các bạn coi ai mà có một con hai con trống luôn, hai con mái á. Ồ. Hai con mái. Đưa tiền rồi vẫn quay. À hào. Xin chào. Chân. À hào, xin chào. Hôm nay là giới thiệu em vẹt cực kỳ máu giờ này. Ừ. Con này cắn đi nhá. Có khách. Ừ. Nhìn đẹp trai này mà hơn áo. Ờ, áo ơi. Ờ, ngoan. Có tay. Không được. Đấy, anh em đang ngồi bàn, có anh chủ tịch của công ty gì anh? Chủ tịch tới thăm. Thép Tây Nguyên. Của công ty thép ấy. Ờ. Mới làm mấy két lời xin chưa? May ở nhà chứ đi ra đường. Mấy không, anh béo là được. Chứ này nghĩ gì? Chứ là ra đường mấy anh hỏi thăm suốt. Tình cảm không? Rất. Vâng. Đi ra giờ bữa này tham gia giao thông các bác các chú tình cảm lắm, đi đâu hỏi thăm suốt. Thế rồi. Hết rồi hả? Rất. À.
Này em cắm luôn cái gì rồi. Có khách. Nó không cắn này. Không, bây giờ nó đâu cắn đâu, tại mình túm nó ở đây nè. Chứ nó lên rồi nó không cắn. Có khách. Nó không cắn. Có khách. Tôi sợ nó cắn. Cái này là tôi nuôi nó. Còn đấy lúc em túm nó thôi. Ở đó không thấy không? Không. Cắn là lúc nó túm ở đây nè, cho em đưa tay đấy nó đâu cắn. Không cắn. Không. Nè. Nó cắn mà. Nó quen người chứ, quen mùi á. Thì nó quen một phần nữa mà. Không thấy không? Nó cắn không? Hay là... có dấu hiệu là nghiền rượu. Chứ thế ngồi với người uống rượu. Ngày bao nhiêu lần thì nhớ không? Đấy cái con này ngồi với người uống rượu, ông thấy cắn. Chắc còn nghiền rượu rồi. Là con này là kết quả ai hả? Thôi giờ hỏi coi có ai mà có cặp mái á. Ừ, giao lưu được. Mình giao lưu con trống con mái. Thử giao lưu đưa về mình thử cho ở ghép xem. Nếu mà hợp á. Ghép. Thì mai mốt mình... Ghép làm quen không? Ghép. Ngang luôn.